quay về cho má coi mày đúng không. Cô không có vẻ giống như có bánh tét gì, mặt mũi cô sáng láng hết rồi, này kia nó vẻ có bánh tét rồi. Thì cô nói nghi quá, thì nó phải đợi thành quả mới được. Anh biết cái dao bào dao bào hả? Giỏi thì nó không có dấu giếm gì được. Cái này phải ép cho nó chặt ha. Đó là phải buộc chặt phải không? Quay vào người ta hồi hộp. Nó biết đây là lần đầu tiên gói thì nó ra thành bánh chưng cũng không có gì lạ. Ủa, sao nó buộc chặt? Bây giờ ta tưởng rùi đen nó rớt rồi. Cái thằng nó khó nhấm quá rồi đó. Ngay cả cái thằng đó nó cũng cháy rồi.
cái gì trơn. Thì nãy mới nói rồi, nếu mà nó ấy ra nó thành bánh chưng cũng không có gì lạ nữa, thì là first time. Mà tháo ra nữa hả? Nó có nở rồi. Lâu lắm rồi phải không? 2 năm mấy rồi không? 2006. Dây kia là gì? Nhiều mình nghĩ là cọc dây này không đó.
Vớ xong một cái bánh là 10 phút. Phải chừa dây treo hả? Chưa? Ngon. Chưa có nè. Được. Có kinh nghiệm là đoạn này là 5 phút, đoạn kia là 10 phút thôi. Nó càng ra là khó. Đẹp không? Em đẹp thì khoe, lá thì che. Trời. Tám đồ.
Yeah.